Ăn thử miếng. Coi có khác anh không? Dạ, cần cẩn thận. Ăn thêm miếng nữa. À, siêu chiến thần Hà Linh review khen rất là ngon nha. Cái gì vậy? Nóng quá. Hỡi mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của JC. Và ngày hôm nay thì hai đứa mình sẽ múc bằng cái món bánh Ren Taco, còn thường gọi là bánh gì? Burrito nha cả nhà. Burrito đó, yes. Có hai tên nha. Và thêm cha chanh Quảng Đông giá tay nữa. Mấy cái món này đang rất là hot ở trên mạng luôn nha, cho nên là hai đứa mình sẽ mua về múc bằng. Mọi người cùng xem nha. Vừa mới đi Đà Nẵng, Bà Nà, Huế luôn. Vừa về luôn, bây giờ chúng mình sẽ vào múc băng liền nha cả nhà. Rồi bây giờ em múc băng em chọn đi. Có 4 vị nè, em chọn cái vị nào trước đi. Ngày hôm nay thì mình mua đến 4 vị nha mọi người. Đây là vị thịt nướng. Rồi đây là bò đó, không thể thiếu bò nha. Bò thì không thể nào thiếu được gà nữa. Đó, đây là gà. Và còn lại là gà áp chảo. Bây giờ mình sẽ, mỗi cái mình sẽ múc băng một miếng cho mọi người cùng thưởng thức online với mình nha. Ok, mời anh chay. Em ăn vị gì vậy? Em ăn cái vị thịt chay trước. Đây là có thịt chay luôn nha mọi người, dành cho những người ăn chay luôn. Đó. Thì anh ăn vị bò đi. Đúng rồi, anh ăn bò đi. Bò nha cả nhà. Khui ra. Ăn thôi. Đói bụng chết luôn. Nghe nói là cái món này ngon lắm mọi người. Được. Đang hot nha, nên thử liền. Được ha, siêu chiến thần Hà Linh review khen rất là ngon nha. Nên mình mua ăn thử. Tôi săn ngay lập tức. Tôi ăn với Lucy luôn. Là hả, săn ngay lập tức, chạy thẳng lên cái chỗ đó, quất liền cho nó nóng nè. Nè mọi người, đó. Trời ơi, nhìn nó đã quá ta. Nhìn có vẻ là thơm ngon lắm nha. Còn nóng hổi luôn nè. Wow. Rồi mời anh chay mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Đó. Trời ơi, nãy giờ tôi với Lucy ngồi đợi hết hả 1 tiếng rưỡi mới được vô hả, mới được ăn thử cái món bánh này đó. Trời ơi, cả nhà tôi không phải đơn giản đâu. Không ngon anh trai, ăn thử đi. Đây món này, bánh này thì nó có sẵn gia vị rồi, ngon lắm hả? Không còn trống luôn. Ồ, đến nhìn coi nó có gì em trống vậy. Nó có hả, khoai tây chiên nè, lúc đầu là em cắn ngay khoai tây chiên. Rồi rau củ quả salad nè. Cà rốt nè. Rồi có mùi thịt thịt chay á, người ta làm từ thịt heo chay á. Rồi, trời ơi ngon cái gì vậy? Ngon. Rồi. Thử miếng không? Thử miếng này chứ. Thử miếng này đi. Chấm tí tương ớt đi. Tương ớt đúng không? Ông này ổng ăn tương ớt mọi người. Khỏi. Trời ơi, đã chưa, đã chưa? Đánh nó mềm. Mềm. Ngon quá ha. Ngon lắm cả nhà. Ngon lắm, ngon lắm. Trời, nó mềm mà nó có vị của nó là có vị đồ chay á. Đó, nó rất là tốt dành cho những người mà có nghĩa là không ăn mặn được thì mình sẽ ăn chay nha. Bây giờ đến phiên anh. Ăn bò. Đây, mình đã chuẩn bị một cái chén tương ớt chấm vào. Đây. Bò nha em nha, bò ngon lắm á. Mùi bò pha với lại cà ri nó hòa quyện nhau rất là lạ luôn, giống như mình ăn vừa ăn cà ri mà vừa ăn bò vậy đó. Nó lạ lắm, nó ăn cái kiểu mà nó trước giờ mình chưa bao giờ mình ăn luôn. Mình nghe người ta giới thiệu để bây giờ mình ăn thử như lời đồn luôn. Em thì đến phiên Lucy em nha, ăn thử miếng, ăn thử đi. Trời, trời ơi, cho một chút xíu tương ớt đi. Ăn thử miếng. Coi có khác anh không? Cẩn thận. Ăn thêm miếng nữa. Ăn thử cái ruột luôn cho mọi người xem. Cái ruột nè. Đó là có cà ri nha, với lại thịt bò, băm bụng, với lại có cà rốt, khoai tây chiên, có hành tây. Đó, bên trong nó sẽ gồm những cái đó đó cả nhà. Rồi, bây giờ mình chấm. Trời ơi, ngon quá. Đi em ăn thử miếng hả? Cái cả mùi cà ri nó rất là nồng nặc luôn mọi người. Rồi cái thịt bò thì nó có một cái mùi bò trong đó. Cà ri cay cay nha. Cay cay, ăn trúng khoai tây giòn giòn.
cái vị nó rất là lạ, rất là ngon. Nó giống như là mình ăn hamburger nhưng mà nó ngon hơn burger nữa. Wow. Trời ơi, ăn gì mà chảy mồ hôi kê dữ vậy. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời nóng luôn. Nóng quá đó. Trời. Quay trở lại là đây. Ăn cái này là mình không thể thiếu cái món này nha mọi người. Uống thử để ăn chung vô một cái nè. Vô. Trời ơi, mấy cái món này nên cả nhà nên ăn thử nha. Mà nó ngon tuyệt vời không mà trời. Được cái này không? Cũng ngon nha. Được không? Nghe này bữa giờ đồn là cái này hot trên mạng lắm nè. Ngon ngon nha mọi người. Ngon ha. Nha tay ngon nên cái vị chanh nó lạ lắm. Bình thường cái mùi chanh của mình nó kiểu mà nó hơi mùi đắng đắng, nhưng mà cái chanh này nó không đắng nha. Uống trời vô ơi, nó ngon. Nó vô. Mùi ong nữa. Nó ăn chung cái bánh hả Rentacost này mà cộng thêm cái trà chanh giá tay nữa. Trời ơi, nó bắt kịp xu hướng quá nha. Ăn thử cái thịt gà cái gì? Gà tẩm bột nha. Vị gà tẩm bột nha. Đó. Ngon quá. Bình thường á mọi người thấy mọi người hay mua một cái thập cẩm, nhưng mà mình muốn ăn coi nhiều vị khác nhau á, nên mình với anh chay trên từng ớt rồi. Bốn cái luôn. Trên từng ớt lấy cho anh cái. Cho nó hả? Cho nó ngon hơn nha. Ai muốn ăn cay này bỏ vô. Đang đói. Ăn vô trời, nãy giờ đói bụng, đợi tiếng rưỡi. Mình quay quang cảnh cho mọi người cùng xem nha. Ở đây người ta làm á, nhìn có vẻ sạch sẽ lắm mọi người. Ai nhân viên cũng đeo bao tay hết trơn á. Đây, đó, mọi người thấy cái người ta làm không? Rất là to, cái bánh đó là cái bánh rất là size to luôn nha. Còn cái bánh mình mua là cái bánh mà bạn ở ngoài làm á, là size nhỏ nha mọi người. Còn bánh kia là bạn làm 1kg lần á, là size XL luôn. Còn menu thì đa dạng các món nha mọi người, gà, bò, xúc xích, rồi thịt chay, rồi các nước sốt cơ bản rất là nhiều. Wow, đây mình ăn thử gà tẩm bột nha mọi người. Trời ơi, nhìn cái bánh nó uống luôn, đã quá vậy. Vàng ươm luôn. Trời ơi, gà, như là gà tẩm bột chiên giòn. Không biết nữa, em ăn thử thôi. Em ăn thử đi. Rồi, đây chút xíu. Đổi vị. Trời ơi, xúc marinade nó nè. Đổi vị cả nhà. Đảo quá hả? Đổi vị nha. Cắm miếng à? Cắm miếng chấm tương ớt vô. Trời ơi. Đây. Chấm tương ớt vô nha mọi người. Ông này không thích ăn tương ớt. Cái gì lắm. Mà hả, ngon nhất là mình phải nên thử liền. Không là hả? Mình bị chậm xu hướng. Ừm. Được ảnh hưởng cuộc đời. Sốt vào nè đã quá ta. Không có gà này em thấy ngon nhất đó nha. Biết... gà này chiên giòn. Đúng rồi, gà này mình thấy ngon nhất mọi người, gà chiên giòn tẩm bột nè. Vậy nè. Tại vì có súp mayonnaise mình thích ăn. Nãy giờ mình mua tổng cộng hết là bao nhiêu tiền em? Cửa hàng bán một cái là 75k thì mua hết 4 cái hết 300 nha mọi người. Ồ. Đó, 300. Nó có bán cái này là Lucy mua size XS còn có size bự là XL nữa, là to, nó một nặng 1kg luôn. Mình thấy là mình mua nhiều quá, mà cái đó là chỉ có thập cẩm thôi, mình ăn không đúng rõ rồi vị. Có nghĩa là thập cẩm là nó có 4 vị. Đúng trong rồi. Cái size XL, size đúng khổng lồ luôn, 300.000 một cái. Đúng rồi. Còn đây bây giờ mình muốn là cho review cho cả nhà, múc băng cả nhà là 4 vị khác nhau trong từng cái. Riêng đó, biệt. Riêng đó. Biệt luôn. Nè, nhưng mà ai có nhu cầu mình ăn cái gì thì mình cứ gọi size đó thôi nha. Có M, S nữa mọi người. Trời ơi. Đúng là... không uổng công chờ đợi hết tiếng rưỡi ăn cái này, uống cái này sao nó hợp với ta mọi người. Dạ. Mọi người nhớ mua cái này ăn với nhau nha, đã lắm nè. Cái bánh nó ú nè, đó bên trong nó cũng như giấy bạc đó. Đây giờ bẻ ra nè, chưa cắn nè, bẻ ra cho cả nhà xem nè. Đó đấy. Ôi. Cái này là gà nha, gà kèm thấy gà với rau với là mayonnaise cho mọi người xem nha. Đó với là khoai tây chiên á cả nhà. Đó đây nè. Trời, làm gì đổ mồ hôi, ăn với anh chay đổ mồ hôi với đổ hôi gì. Em đang ăn cái này, anh ăn trước đi. Anh ăn trước nha. Rồi bỏ vô đây nè cả nhà. Ăn vậy nhau đã chứ. Mà còn dính cái này quá, ngon quá đó. Ngon, chấm dùm. Rồi.
ngon quá nha. Nó già chắc, nó chắc. Ừ, hả? Ừ. Mỗi cái loại á, nó là một cái hương vị khác nhau. Đúng. Nói chung là mình thấy cái mỗi loại á, cái nào nó cũng ngon như nhau hết đó. Nên mình tốt nhất là cả nhà nên cũng ăn thử như chay với Lucy đi. Thì mình tận hưởng được hết tất cả cái mùi vị thì nó sướng. Trời ơi mọi người ơi, mời mọi người xem đây, đây là video mà hai đứa tôi xếp hàng để mua được cái bánh này để quay cái clip cho mọi người đây. Đó, mọi người thấy chưa, nó đông, trời ơi xếp hàng dài ra đường luôn á. Phê luôn, ngồi đợi. Và sau đó hai đứa tôi còn lên ngồi đợi thêm 1.5 tiếng nữa mọi người. Thấy kinh khủng khiếp chưa? Với cái độ ảnh hưởng của cái bánh này á, mọi người người ta xếp hàng dài mà người ta chấp nhận người ta đợi luôn. Mà hai đứa tôi cũng tò mò lắm, nên hai đứa tôi cũng đâu có chịu thua đâu. Đã quay được cái clip cho cả nhà nên cả nhà coi á, những ai mà chưa đăng ký kênh, mà những ai mà đã đăng ký kênh rồi á, hãy kêu gọi bạn bè người thân coi như ủng hộ cho Jay và Lucy, để Jay và Lucy có động lực để mua những món đồ ăn thật là hot trend nhất để review cho cả nhà xem nha. Và hướng dẫn chia sẻ cho cả nhà những địa điểm đó để cả nhà tới cả nhà mua luôn nha. Ok, đăng ký kênh giùm Jay, năn nỉ, yêu lắm. Thay vì mà mọi người ăn hamburger với bánh mì hoài thì lâu lâu mình sẽ thay đổi, mình mua cái bánh này ăn đây. Nghe nói là bánh này là đặc, là gì, là giống như đặc sản của bên Pháp anh. Đúng rồi, kiểu như là bên mình có bánh mì thì bên người ta có bánh này vậy mọi người. Món tây á, nhưng mà ăn rất là hợp khẩu vị người Việt nha, mọi người nên ăn thử nha. Bây giờ mình ăn mấy cái món này cho lạ. Dâu. Lạ quá. Ba mấy năm cuộc đời, bây giờ ăn mấy món lạ lạ cho vui. Tụi mình á, mà khi nào mà có cái món nào mà trend á, mà hot á, thì mình sẽ thử nha mọi người. Nên mọi người nhớ đăng ký kênh để mình biết được nhiều món ngon để mình bỏ vào trong menu của mình, để mốt mình ăn. Ngon quá, ngon quá. Không uống này nó hợp đi ha. Ngon ghê. Cái trà chanh giả tây này á, cái nó bán gần nhà Lucy thì nó bán một ly 25k nha mọi người. Đó. Nhưng mà thấy rất là ngon. Ngon quá. Cái bị trà chanh giả tây nó giả nhưng mà nó bỏ nguyên cái trái vô chổng luôn nên có còn hơi cái mùi một cái bỏ đó. Cái mùi cái bỏ, bình thường mình uống nước chanh á thì không có cái bỏ, còn này nó có cái bỏ luôn, rồi nó bỏ mật ong vào thì cái hương vị nó rất là êm nha. Rất là tốt, tối mình có uống xong mình có thể là dễ ngủ ngon nữa. Nó sướng lắm cả nhà. Mà cái chanh này á mình thấy cái lát nó dày lắm mọi người nè. Cái vỏ nó dày lắm. Tao đường dày đúng không? Đúng rồi, đâu phải như vỏ chanh bình thường đâu nè. Bỏ dày ghê không? Wow. Đó. Còn bình thường mình là chanh mọng nước á, để ăn thử coi nó làm sao ha. Trời ơi, có dở không hả? Ăn chanh mà còn hả, còn phải hả, đẹp cái vậy không mọi người ta? Bỏ đắng anh, ăn thử. Đắng hả? Đắng quá. Ăn thử cho biết cái. Mình qua coi chương trình 2 giờ. Ăn cái vỏ luôn á. 2 ngày 1 đêm như là người ta ăn nguyên cái chanh thì đúng không? Không phải. Cái đó là chanh bình thường. Chanh bình thường hả? Ừ, tôi tưởng ăn cái chanh Quảng Đông này chơi nguyên trái chứ. Đó, nói chung là đắng lắm mọi người. Thôi cái em ráng gặp ăn đi. Có mùi á, có mùi vô uống thì ngon chứ mà ăn thì nó đắng. Dạ dạ. Và mọi người ơi, thì nãy giờ video mình review cái món ăn Rentacos này hôm nay á. Rentacos đúng không anh? Đúng rồi, Rentacos. Thì cũng đã dài rồi cho nên là mình cũng đã review xong hết rồi. Hai đứa mình sẽ nói lời chào mọi người. Và mọi người nhớ đăng ký kênh tụi mình để mà xem những cái món ăn mới nhất cũng như đang hot hit nhất hiện nay nha. Yeah, những người nào mới vừa coi kênh của Jay và Lucy á, thì hãy đăng ký giùm Jay để mà chúng ta có thể là gần nhau hơn, để cho những video sau chúng ta lại thấy mặt nhau nha. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Love you, love mọi, you người. Mọi người. Thank you.